Chào các bạn, hôm nay sẽ là một bài học rất thú vị. Chúng ta sẽ vừa học tiếng Trung giao tiếp. Qua đây các bạn còn ngộ ra được rất nhiều điều về bí quyết ứng xử giao tiếp hiệu quả hàng ngày trong văn hóa của người Hoa, đối với bạn bè, với người mới quen hay thậm chí là với cả sếp của bạn nữa. Nếu bỏ lỡ thì sẽ rất là phí đấy. Bây giờ chúng ta cùng vào học luôn nhé. Trong giao tiếp thì cùng một nội dung nhưng có nhiều cách thể hiện khác nhau, đôi khi chỉ là một sự khác biệt rất nhỏ thôi nhưng mà nó cũng quyết định đến việc chúng ta có giao tiếp hiệu quả hay là không. Chúng ta còn xem ví dụ nhé. 我来买单吧，我来买单吧，tức là để tôi trả tiền nhé. 我来买单，我来买单，để tôi trả tiền hay là để tôi trả cho. Như vậy hai câu này nó mang hai ý nghĩa sắc thái khác nhau. Về ý nghĩa thì nó sẽ giống nhau nhưng về sắc thái tình cảm thì nó lại khác nhau đấy. Chữ bạ trong câu 我来买单吧 ở đây nó thể hiện rằng người nói đang có ý đợi bạn lên tiếng để can ngăn hoặc là để giành trả. Còn 我来买单 nó lại thể hiện sự kiên quyết rằng người nói đã quyết định là sẽ trả tiền rồi. Qua đây thì người nghe sẽ cảm nhận được nhiều sự chân thành hơn. Cô lấy thêm một ví dụ nữa nhé. 我去送你，我去送你 để tôi tiễn cậu. Hay là 要我送你，要我送你 hay là để tôi tiễn cậu nhé. Như vậy, 我去送你 và 要不我去送你 hai câu này cũng mang sắc thái khác nhau. Từ 要不 này được dịch là hay là, tức là bạn đang có ý đợi người kia từ chối, đúng không? Vậy bạn hãy thử đứng ở góc độ người nghe xem. Hai người nói hai câu trên thì người nào bạn sẽ cảm thấy thực sự chân thành và tạo thiện cảm cho bạn nhiều hơn? Chắc chắn là 我去送你, đúng không ạ? 这事儿办不了，这事儿办不了 có nghĩa là chuyện này không thể nào giải quyết được. Và 这事儿不好办，这事儿不好办 đó là chuyện này không dễ để giải quyết. Như vậy hai câu này sẽ mang hai ý nghĩa khác nhau. 这事儿办不了 nó thể hiện sự bất lực và người nói họ đã sẵn sàng để bỏ cuộc rồi, để đầu hàng rồi. Còn 这事儿不好办 thì có nghĩa là chuyện này nó có thể giải quyết được, nhưng mà để giải quyết được hay không thì nó sẽ phụ thuộc vào việc bạn hiểu công việc đến đâu, hết lòng hết sức tới đâu, chứ không có ý định bỏ cuộc đâu, đúng không? Khi đứng trước một vấn đề nan giải với cương vị là một người sếp và chờ đợi câu trả lời từ nhân viên của mình thì liệu bạn sẽ hài lòng với câu trả lời nào hơn? Tất nhiên là 这事儿不好办 rồi, đúng không? Chúng ta sẽ qua ví dụ tiếp theo nhé. Thông thường thì chúng ta sẽ nói là 要不我来接你 hay là để anh đến đón em hay là để tớ đến đón cậu. Ứng xử hay hơn chúng ta có thể dùng câu là 我来接你吧，在出口等我 我来接你吧，在出口等我 để anh đến đón em đứng đợi anh ở cổng. Khi vừa trình bày xong một vấn đề gì đó và chúng ta thắc mắc là liệu người nghe họ đã hiểu rõ chưa thì thường chúng ta sẽ hỏi là 你听明白了吗? Hoặc là 你明白了吗? Tức là cậu đã hiểu chưa? Đúng không? Nhưng hay hơn chúng ta có thể dùng câu là 我说清楚了吗? 我说清楚了吗? Tức là tôi nói có dễ hiểu không? Hay là tôi trình bày có dễ hiểu không? Bây giờ chúng ta sẽ qua một tình huống dành cho người đi làm ở công ty Trung Quốc. Đó là làm sao để có thể giao tiếp với sếp một cách hiệu quả và tạo được mối quan hệ tốt với sếp. Cô Diệu sẽ cho bạn một tình huống như thế này. Đó là sau khi bạn hoàn thành tốt một nhiệm vụ mà sếp giao phó thì sếp thường sẽ nói là 你辛苦了，你辛苦了 tức là anh đã vất vả rồi, chị đã vất vả rồi nhỉ. Và thông thường thì các bạn nhân viên thường đáp lại sẽ là 没事没事，不辛苦不辛苦 tức là không sao đâu ạ, em không thấy vất vả đâu sếp. Thì như vậy đây là một cách trả lời nó hơi chung chung và hơi khách sáo. Khi sếp muốn quan tâm hỏi thăm bạn nhưng bạn chưa biết cách đáp lại như thế nào thì bí quyết chính là chúng ta sẽ tùy vào phong cách của từng sếp mà sẽ có những cách trả lời khác nhau.
Đối với những sếp thuộc dạng chuẩn mực, chúng ta có thể nói là 谢谢您的关心，我学到了很多东西，这点辛苦不算什么，不对的地方请领导多多批评。 Có nghĩa là cảm ơn sự quan tâm của sếp. Em đã học được rất nhiều thứ, chút vất vả này có đáng gì, chỗ nào còn thiếu sót, xin sếp cứ góp ý thêm cho em ạ. Còn sếp thuộc dạng nghiêm khắc thì chúng ta có thể nói là 只要事成再辛苦也是值得的。我唯一担心的就是工作没做好，怕领导您不满意。 Có nghĩa là chỉ cần hoàn thành tốt công việc thì dù có vất vả mấy em cũng cảm thấy xứng đáng ạ. Em chỉ lo lắng một điều đó là không làm được việc, sợ sếp không vui thôi. Và dễ đối đáp nhất có lẽ là thuộc dạng sếp ôn hòa, hiền lành. Chúng ta có thể nói là 有领导这句话，再辛苦，我的心里都是开心的。 您是不是想犒劳一下我们呢？ Nghe được lời này của sếp thì dù có vất vả như thế nào trong lòng em vẫn cảm thấy rất vui. Sếp đang muốn khao bọn em một bữa phải không? Như vậy là khi chúng ta có cách giao tiếp thông minh và khéo léo thì chắc chắn là trong giao tiếp sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Đối với việc làm quen, muốn trở thành bạn với ai cũng trở nên dễ dàng hơn. Qua đó thì chúng ta có thể có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống. Sự nghiệp cũng sẽ dễ dàng và suôn sẻ hơn rất là nhiều. Bạn có thấy video ngày hôm nay của Diệu thực sự hữu ích không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.